trong khuôn khổ phiên họp toàn thể lần thứ 9 của Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội, thẩm tra báo cáo của Chính phủ về kết quả thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024. Có ý kiến đề nghị báo cáo cần bổ sung thêm các đánh giá về một số vấn đề như việc sử dụng phương tiện công cộng, ý thức tham gia giao thông của một số đối tượng như học sinh, sinh viên, một số điểm mới trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Tại phiên họp, các ý kiến bày tỏ đồng tình và nhất trí cao với báo cáo của Chính phủ cũng như báo cáo thẩm tra của Ủy ban Quốc phòng và An ninh, khẳng định công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông đã đạt được nhiều kết quả, chuyển biến tích cực. Tai nạn giao thông được kiềm chế và kéo giảm về số vụ và số người chết. Cùng với đó, báo cáo đã thẳng thắn chỉ ra các nguyên nhân tồn tại và đưa ra các kiến nghị giải pháp khắc phục phù hợp. Có ý kiến đề nghị báo cáo cần bổ sung thêm về một số lĩnh vực trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ, đặc biệt là vấn đề trách nhiệm. Tình hình mà liên quan đến cái tai nạn giao thông mà liên quan đến học sinh ấy, thì cũng là có cái trong báo cáo này nói là cũng đã gia tăng, nhưng mà về cái nguyên nhân và trách nhiệm đây, cái trách nhiệm của nhà trường, của gia đình, rồi là cái trách nhiệm quản lý nhà nước về trong cái quản lý cái phương tiện, quy định quản lý phương tiện cho các cháu học sinh ấy, thì cũng phải đánh giá thêm, làm rõ nguyên nhân và cái nội dung này. Với cái nhiều cái doanh nghiệp mà trong báo cáo nêu là nhiều doanh nghiệp kinh doanh vận tải đấy thì chấp hành chưa nghiêm các cái quy định về cái điều kiện kinh doanh vận tải, thì cái trách nhiệm của quản lý nhà nước về các cơ quan về lĩnh vực này ấy, thì cũng cần phải xác định làm rõ hơn. Bên cạnh đó, một vấn đề được các đại biểu quan tâm thảo luận chính là tình trạng vi phạm về hành lang an toàn giao thông đường bộ, đường sắt còn chưa được xử lý kịp thời. Chúng ta đánh giá cái vi phạm hành lang an toàn giao thông ấy, ở trong cái báo cáo thẩm tra này, thì báo cáo đồng chí là chúng ta cái số liệu ông ta thì chưa được cụ thể lắm. Và chúng ta mới đánh giá chung, tôi thấy là cái tình trạng vi phạm cái hành lang an toàn giao thông cực kỳ nghiêm trọng. Và báo cáo đồng chí là dẫn đến rất nhiều cái hệ quả, rất nhiều cái hệ lụy. Vừa là làm mất cái đảm bảo trật tự an toàn thông, nếu hành lang nó vi phạm rồi thì cái trật tự an toàn thông trên đường nó sẽ bị ảnh hưởng. Vỉa hè nó cũng là một cái kết cấu thiết kế ở trong cái hệ thống để bảo đảm an toàn giao thông, giúp cho người đi bộ, nhưng vỉa hè của thành phố lớn chúng ta đâu có. Thành phố Hồ Chí Minh thì còn đỡ, nhưng Hà Nội dường như là không ít có vỉa hè, trừ những tuyến phố điểm, tuyến phố đi bộ. Đến ngay cả những cái tuyến phố lớn như là đường Nguyễn Chí Thanh hay là đường Lê Văn Lương, mà cái đường mà chúng tôi hay đi hàng ngày, thì cảm giác như không có vỉa hè bởi vì đã bị lấn chiếm hết rồi. Thì cái chỗ này nó phải đồng bộ. Có ý kiến cũng đề nghị các báo cáo cũng cần bổ sung đánh giá về một số vấn đề mới trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, như việc đấu giá biển số xe, việc đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Bên cạnh đó, tại kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15, Quốc hội sẽ thảo luận và cho ý kiến về một số dự án luật, trong đó có luật trật tự an toàn giao thông đường bộ, luật đường bộ. Chính phủ cần bổ sung và ra soát, hoàn thiện báo cáo, làm cơ sở để góp phần hoàn thiện các dự án luật. Cũng trong chiều nay tại Hà Nội, Tổng thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường đã chủ trì buổi họp báo công bố nội dung kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15. Theo đó, kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15 sẽ diễn ra trong 22 ngày, với các phiên họp chủ bị và khai mạc trọng thể vào ngày 23 tháng 10 năm 2023, dự kiến bế mạc vào sáng ngày 28 tháng 11 năm 2023. Kỳ họp sẽ được chia làm hai đợt và họp theo hình thức họp tập trung tại nhà Quốc hội. Tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét thông qua 9 dự án luật, trong đó có nhiều dự án luật quan trọng như luật đất đai sửa đổi, luật kinh doanh bất động sản sửa đổi, luật nhà ở sửa đổi, luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, luật căn cước. Xem xét cho ý kiến 8 dự án luật như luật công nghiệp quốc phòng an ninh và động viên công nghiệp, luật đường bộ, luật trật tự an toàn giao thông đường bộ. Tại họp báo, đại diện các cơ quan của Quốc hội cũng đã trả lời các câu hỏi của các cơ quan thông tấn báo chí xung quanh một số nội dung quan trọng, trong đó có luật căn cước. Luật căn cước công dân thì với tên gọi là luật căn cước công dân đã đưa vào chương trình, tuy nhiên thì chính phủ đã đề xuất sửa lại thành tên gọi luật căn cước. Đây là vấn đề cũng còn có nhiều ý kiến khác nhau, và trong quá trình mà tiếp thu ý kiến thì chúng tôi cũng đã rất là cẩn thận, chặt chẽ, đã xin ý kiến, đặc biệt là báo cáo với thường vụ Quốc hội rồi đưa ra xin ý kiến tại hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách. Và đến thời điểm này thì đa phần các ý kiến cho rằng là nên đồng tình với quan điểm của chính phủ là lấy tên là luật căn cước, và cái dự thảo luật mà chúng tôi Ủy ban Quốc phòng đang chỉnh sửa và sẽ trình cho Quốc hội cũng lấy tên là luật căn cước.
Bên cạnh đó, một nội dung quan trọng là việc lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn cũng được các cơ quan của Quốc hội giải đáp cụ thể. Theo đó, từ đầu nhiệm kỳ đến nay đã bầu và phê chuẩn 50 chức danh. Hiện có 49 chức danh thuộc diện lấy phiếu tín nhiệm. Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ chính thức trình Quốc hội danh sách các chức danh thuộc diện lấy phiếu tín nhiệm vào ngày 24 tháng 10 năm 2023. Kết quả lấy phiếu tín nhiệm sẽ được thông tin công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng ngay sau khi Quốc hội thông qua nghị quyết để cử tri, nhân dân biết và theo dõi. Trong chuyến tháp tùng Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính sang thăm chính thức Ả Rập Xê Út và dự hội nghị cấp cao Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN và Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh GCC, thợ ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Công an, Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã có buổi hội đàm với Ngài Hissam bin Abdulrahman Al-Fale, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Ả Rập Xê Út và ký hiệp định về phòng chống tội phạm giữa Chính phủ Việt Nam với Chính phủ Vương quốc Ả Rập Xê Út. Tại buổi hội đàm, Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc khẳng định Bộ Công an Việt Nam hết sức coi trọng chuyến thăm và làm việc tại Ả Rập Xê Út lần này và tin tưởng rằng chuyến thăm sẽ là dấu mốc quan trọng mang tính đột phá cho quan hệ hợp tác giữa hai bộ nói riêng và giữa hai nước nói chung trên lĩnh vực bảo vệ an ninh trật tự, góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Ả Rập Xê Út. Trên cơ sở đó, hai bên cũng nhất trí tăng cường thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt giữa Bộ Công an Việt Nam với Bộ Nội vụ và các cơ quan hữu quan Ả Rập Xê Út trên các lĩnh vực an ninh, cảnh sát, thực thi pháp luật và tư pháp hình sự, tăng cường trao đổi thông tin phòng chống tội phạm, đặc biệt là thông tin liên quan đến phương thức thủ đoạn của các đối tượng sử dụng hộ chiếu, giấy tờ giả để xuất cảnh mỗi bên. Kết thúc hội đàm, hai bên đã ký hiệp định về phòng chống tội phạm và nhất trí xúc tiến đàm phán hiệp định về chuyển giao người bị kết án phạt tù trong thời gian tới. Đây là những hành lang pháp lý quan trọng tạo điều kiện cho các hoạt động hợp tác trong lĩnh vực khác giữa hai bên ngày càng phát triển. Thưa quý vị, với chủ đề Những bông hoa tháng 10, chương trình biểu dương Chủ tịch Hội Phụ nữ cơ sở giỏi toàn quốc lần thứ 3 năm 2023 do Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phối hợp với Bộ Công an tổ chức đã diễn ra vào sáng nay tại Hà Nội. Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã tới dự và phát biểu tại chương trình. Cùng dự về phía Bộ Công an có Thiếu tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an, lãnh đạo các bộ, ban ngành, đoàn thể trung ương và thành phố Hà Nội. Phát biểu khai mạc chương trình, bà Hà Thị Nga, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khẳng định với trách nhiệm là một tổ chức chính trị xã hội, trong suốt 93 năm xây dựng và trưởng thành, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam luôn coi trọng công tác xây dựng đội ngũ cán bộ hội các cấp, đặc biệt là cán bộ cấp cơ sở, xác định đây là nền tảng vững chắc để củng cố phát triển tổ chức hội. Năm 2023, với chủ đề công tác hội cả nước là tập trung xây dựng cơ sở hội, trọng tâm là nâng cao năng lực cán bộ hội cơ sở. Nhiều nội dung hoạt động đã được triển khai, trong đó có hoạt động biểu dương Chủ tịch Hội Phụ nữ cơ sở giỏi là điểm nhấn quan trọng, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong đội ngũ cán bộ hội các cấp. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã biểu dương, ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực cố gắng và những thành tích đạt được của đội ngũ cán bộ hội phụ nữ các cấp thời gian qua. Đồng thời, bày tỏ mong muốn đội ngũ cán bộ hội các cấp nói chung, Chủ tịch Hội Phụ nữ cơ sở nói riêng cùng nhau chung sức xây dựng tổ chức hội vững mạnh, hoạt động chuyên nghiệp, hiệu quả, thu hút nhiều hội viên, thành viên tham gia. Mỗi đồng chí có phương pháp, cách làm khác nhau, nhưng đều có những điểm chung là nhạy bén, sáng tạo, tận tụy, tâm huyết với phong trào, hướng tới mục tiêu vì sự tiến bộ của phụ nữ, xây dựng gia đình hạnh phúc, cộng đồng văn minh, và cao hơn là vì sự phát triển, sự phồn vinh của quê hương, đất nước. Tại chương trình, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã biểu dương 293 Chủ tịch Hội Phụ nữ cơ sở tiêu biểu xuất sắc. Họ đều là những người gương mẫu trong vai trò người đứng đầu tổ chức hội ở cơ sở và có nhiều đóng góp cho phong trào phụ nữ tại địa phương. Nhiều chị đã tham gia công tác hội hơn 37 năm, nhiều chị có hơn 20 năm giữ cương vị Chủ tịch Hội Phụ nữ cơ sở. Một số chị hoạt động trong lĩnh vực đặc thù như quân đội, công an và đặc biệt có những chị năm nay đã trên dưới 60 tuổi, gần như cả cuộc đời tâm huyết gắn bó với công tác hội. Rất là vinh dự và tự hào bởi vì thật sự mình chỉ là một chị ở Hội Phụ nữ cơ sở trong 293 chị và cả hơn mười mấy ngàn chị của cả nước. Thì tôi thấy rằng là mình vẫn còn phải cố gắng rất rất nhiều vì các chị ấy quá là giỏi và xuất sắc. Với gần 50 triệu người, chiếm 50,1% dân số cả nước,
tham gia lực lượng lao động đạt 78,2%. Việt Nam nằm trong nhóm các nước có tỷ lệ nữ tham gia chính trị cao đứng đầu thế giới. Phát huy truyền thống 93 năm xây dựng và trưởng thành với gần 19 triệu hội viên, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã và đang đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, thiết thực, hiệu quả hơn. Tin bão khẩn cấp cơn bão số 5. Hồi 7 giờ tối nay, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,5 độ Vĩ Bắc, 108,9 độ Kinh Đông trên vùng biển Bắc Vịnh Bắc Bộ. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, cấp 9, giật cấp 11. Bão di chuyển theo hướng Bắc với tốc độ khoảng 10 km một giờ. Do ảnh hưởng của bão, khu vực Vịnh Bắc Bộ bao gồm Cô Tô, Bạch Long Vĩ có gió mạnh cấp 6, cấp 7. Vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, cấp 9, giật cấp 11, biển động rất mạnh. Trên đất liền, từ gần sáng ngày mai 20 tháng 10, vùng ven biển Bắc Bộ có gió giật mạnh cấp 6, cấp 7. Một số nơi ở ven biển Quảng Ninh, Hải Phòng có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8. Vùng biển Vịnh Bắc Bộ bao gồm các đảo Cô Tô, Bạch Long Vĩ có sóng biển cao từ 2 đến 4 mét. Toàn bộ tàu thuyền, khu neo đậu, khu nuôi trồng, thủy sản, đê kè biển trên khu vực này đều chịu tác động của gió mạnh và sóng lớn. Do ảnh hưởng của bão nên từ đêm nay đến đêm 21 tháng 10, ở vùng ven biển, khu vực Nam Đồng Bằng, khu vực Đông Bắc của Bắc Bộ có khả năng xảy ra mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to. Các địa phương đã chủ động lên phương án ứng phó. Để ứng phó và phòng chống bão số 5, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Ninh đã ban hành văn bản tạm ngừng cấp phép cho các phương tiện tàu thủy ra khơi. Thời gian tạm ngừng bắt đầu từ 15 giờ ngày 19 tháng 10. Ngay từ đầu giờ chiều, các tàu thuyền lớn nhỏ đã nhanh chóng cập bến để neo đậu. Tại cảng tàu khách quốc tế Hạ Long, tàu du lịch đã về bờ neo đậu từ rất sớm. Ngày 19 tháng 10, đại diện Ủy ban nhân dân xã Bảo Ninh, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình cho biết, hai ngư dân địa phương dùng thuyền đi đánh cá trên biển gần bờ và đã bị chìm thuyền. Rất may các ngư dân đã bơi được vào bờ, sức khỏe ổn định. Trước đó, để ứng phó với bão số 5, tỉnh Quảng Bình đã có lệnh cấm biển từ 0 giờ ngày 18 tháng 10 cho đến khi biển an toàn, theo thông báo của cơ quan khí tượng thủy văn. Chính quyền các địa phương tích cực tuyên truyền ngư dân chấp hành nghiêm quy định cấm biển, tránh các vụ việc đáng tiếc tương tự xảy ra. Để chủ động ứng phó với mưa lũ, giảm thiểu thiệt hại đến cơ sở vật chất, thiết bị, đồ dùng học tập và an toàn cho giáo viên, học sinh, Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng vừa có công điện yêu cầu Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh, thành phố từ Thanh Hóa đến Bình Định theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, giữ mối liên hệ thường xuyên với các lực lượng cứu hộ ở địa phương để kịp thời ứng phó khi có sự cố xảy ra. Bộ Y tế cũng vừa phát đi công điện gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung, các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế khu vực miền Trung về việc triển khai công tác y tế ứng phó với mưa lũ tại các tỉnh miền Trung. Trong khi đó, tại Đà Nẵng, ngày hôm nay toàn bộ đường lên bán đảo Sơn Trà được mở lại sau nhiều ngày phong tỏa để đảm bảo an toàn trong đợt mưa lớn đang xảy ra. Mưa lớn kéo dài liên tiếp nhiều ngày qua khiến đường Hồ Chí Minh nhánh Tây đoạn qua tỉnh Thừa Thiên Huế xuất hiện điểm sạt lở ta luy dương, gây ách tắc giao thông. Đến chiều tối nay đã cơ bản khắc phục, tạm thời thông tuyến một vệt. Chiều nay tại phiên tòa xét xử 22 bị cáo là lãnh đạo thuộc chủ đầu tư dự án, ban quản lý dự án, nhà thầu thi công và tư vấn giám sát thi công dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, đại diện viện kiểm sát đã trình bày quan điểm luận tội và đề nghị mức án dành cho các bị cáo. Quan điểm luận tội của đại diện viện kiểm sát cho rằng vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, các bị cáo đều là người có trình độ, nhận thức, được giao nhiệm vụ phụ trách công trình trọng điểm quốc gia nhưng đã không làm, làm không hết trách nhiệm. Nhiều bị cáo có thái độ ăn năn, nhận thức được hành vi và tích cực bồi thường, phối hợp điều tra. Nhưng hậu quả từ các sai phạm của các bị cáo là rất lớn, cần mức án nghiêm khắc và thời gian cải tạo tương xứng. Đại diện viện kiểm sát đề nghị hội đồng xét xử tuyên phạt cựu tổng giám đốc VEC Trần Văn Tám mức án 5 năm 6 tháng đến 7 năm tù về hai tội vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Về dân sự, đại diện viện kiểm sát đề nghị hội đồng xét xử buộc các bị cáo liên đới bồi thường tại 5 gói thầu tổng trị giá 460 tỷ đồng. Số tiền này được xác định là thiệt hại của vụ án. Chuyển sang các thông tin khác, Công an quận Nhất thành phố Hồ Chí Minh vừa khởi tố bắt giữ nhóm đối tượng chuyên thuê căn hộ cao cấp ở khu trung tâm để sử dụng tàng trữ mua bán ma túy. Ngoài số lượng lớn ma túy, các đối tượng còn sử dụng súng tự chế. Từ manh mối về nhóm đối tượng chuyên thuê một căn hộ cao cấp trên địa bàn, ngày 26 tháng 8, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an quận Nhất bắt giữ Nguyễn Duy Lâm có hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Từ lời khai của Lâm, những ngày sau đó, Công an bắt giữ thêm 11 đối tượng trong đường dây, thu giữ hơn 12 gam ketamin, 11 gói ma túy nước vui, 600 viên thuốc lắc, một súng tự chế và một viên đạn thể thao đầu chỉ.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, lệnh khám xét chỗ ở và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Thị Ngọc Trinh về hành vi gây rối trật tự công cộng. Ra quyết định khởi tố bị can, lệnh khám xét chỗ ở và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Xuân Đông về hành vi sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức và gây rối trật tự công cộng. Cơ quan điều tra xác định, mặc dù Trần Thị Ngọc Trinh không có giấy phép lái xe mô tô hạng A2, nhưng đã cùng Trần Xuân Đông tổ chức thực hiện hành vi điều khiển xe mô tô dung tích xi lanh 999 phân khối lưu thông biểu diễn trên đường với các động tác lái xe nguy hiểm, tư thế phản cảm, cho quay video, biên tập lại rồi đăng tải lên mạng xã hội. Mở rộng điều tra, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố làm rõ nguồn gốc xe mô tô 59A3-11588. Trần Xuân Đông thừa nhận, mặc dù biết giấy chứng nhận đăng ký xe mô tô này là giả, nhưng vì thấy xe mô tô nhãn hiệu BMW có giá rẻ nên đã cố ý mua về sử dụng. Một nhóm đối tượng trộm cắp tài sản chuyên nghiệp liên tỉnh vừa bị công an huyện Đắk Rơ Lấp, tỉnh Đắk Nông đấu tranh triệt phá. Vụ án tiếp tục là bài học cảnh giác cho mọi người dân trong công tác phòng ngừa, quản lý tài sản, tránh để các đối tượng lợi dụng thực hiện hành vi phạm tội. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đắk Rơ Lấp đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Nguyễn Văn Tuyến, Ngô Văn Hoàng Long, trú tại huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước và Huỳnh Quốc Đạt, trú tại huyện Đắk Rơ Lấp về hành vi trộm cắp tài sản. Nhóm đối tượng này không có việc làm ổn định, có sự phân công nhiệm vụ cụ thể, chuẩn bị công cụ, phương tiện thực hiện hành vi trộm cắp tài sản. Từ năm 2022 đến cuối tháng 6 năm 2023, nhóm đối tượng này đã thực hiện 12 vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn tỉnh Đắk Nông và Bình Phước. Ban ngày thì đi tìm chỗ, đêm đến chập tối thì tôi nhờ, có bữa thì nhờ Long chở đi, có bữa thì nhờ Đạt chở đi, rồi đến khuya là bắt đầu tôi đi kiếm cái nhà mà hồi chiều kiếm ấy. Bắt đầu hành vi chỗ trộm cắp là đi từ cửa sau, đa phần là những cửa người ta không đóng, cửa sổ riêng hoặc những cái chỗ người ta không có đóng cửa sau á, lấy xe rồi điện thoại rồi các cái tài sản khác như tiền. Ngoài ra, Long còn khai đã cùng với Tuyến thực hiện thêm 7 vụ trộm cắp tài sản khác trên địa bàn tỉnh Đắk Nông và Bình Phước. Quá trình điều tra, Công an huyện Đắk Lấp đã thu giữ một xe máy, 4 điện thoại di động, các công cụ phương tiện như kim các loại, vam phá khóa, tuốc nơ vít, chìa khóa két sắt, khò, bộ mở khóa bằng kim loại. Công an huyện Đắk Lấp xin khuyến cáo một số với người dân trên địa bàn huyện Đắk Lấp nói chung và tỉnh Đắk Nông nói riêng, một số giải pháp, nội dung và biện pháp phòng ngừa như sau. Đó là một, đó là nâng cao cái tinh thần bảo vệ tài sản của mình và người thân, nhất là các tài sản có giá trị như xe máy và các tài sản như nông sản. Đấy. Hai nữa đó là tập trung vào công tác tham gia phong trào về tham gia phong trào về tố giác tội phạm. Thực hiện cái việc tố giác tội phạm. Cùng với sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng công an và các ngành chức năng, mỗi người dân cần nêu cao cảnh giác và ý thức tự bảo quản tài sản của mình, cũng như tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, phát hiện, tố giác tội phạm, góp phần đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương.